Một giải pháp tối ưu tiết kiệm không gian nhà tắm, bạn nghĩ gì về ý kiến này? Chính vì vậy, hôm nay Kim Quốc Tiến sẽ cùng giới thiệu đến mọi người một cái giải pháp đến từ thương hiệu Embolo. Ở đây các bạn có thể thấy là sẽ là sự kết hợp giữa tủ chậu cabinet cùng với lại gương đèn LED. Đầu tiên, đó là cái mẫu tủ cabinet này sẽ được có màu trắng, tạo nên cái sự điểm nhấn sang trọng hơn và tinh tế hơn cho không gian nhà của chúng ta. Ở đây thì tủ sẽ là có màu trắng này điểm xuyết với lại vân gỗ. Đây. Thì một cái ưu điểm của Embolo đó là gỗ sẽ là gỗ plywood chống thấm nước. Đây là một trong những cái công nghệ gỗ hàng đầu tại Việt Nam cũng như là nhiều nước trên thế giới. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái mẫu gỗ plywood này á, nó sẽ chống phong vên này, chống thấm nước cũng như là hiện tượng ẩm mốc khi mà chúng ta sử dụng trong thời gian lâu. Khi mà chúng ta sử dụng như thế này á, cũng sẽ hạn chế cái hiện tượng đó là những cái đồ đạc đựng bên trong á, nó bị ướt. Đây các bạn có thể thấy cái kiểu tủ trang này rất là hiện đại. Chúng ta có thể đựng được rất là nhiều đồ đạc ở phía bên trong ha. Đây, đóng mở rất là nhẹ nhàng. Ở phía bên trên thì cũng sẽ giống như khá là nhiều những cái loại mà Vân có giới thiệu ở lần trước. Ở đây thì sản phẩm sẽ là cái phần lavabo, nó phủ ở phía bên ngoài luôn. Thì sẽ tiết kiệm cho cái việc đó là sử dụng, không cần phải sử dụng thêm cái mặt đá nữa. Và ở đây cái phần lavabo rất là lớn, và chúng ta có thể tận dụng được cái phần lavabo này để mà đựng rất là nhiều những cái đồ đạc khác nhau này, như là đồ rửa chén, đồ đánh răng, rửa mặt, sữa rửa mặt vân vân, hay là dầu gội đầu chúng ta cũng có thể đựng ở đây. Ở đây các bạn có thấy là cái chiều cao nè của cái độ sâu của cái lavabo này rất là sâu, cho nên là khi mà sử dụng nó sẽ rất là dễ dàng. Ở đây các bạn có thấy cái độ dốc của nó xuống nè, độ dốc của nó xuống như thế này thì sẽ không có bị những cái bệnh nước đó, nó bám ở đây và lâu ngày nó tạo nên những cái vết rong rêu. Ở đây thì các bạn có thể kết hợp với nhiều mẫu vòi khác nhau, từ lạnh cho tới nóng lạnh, để mà tùy thuộc và theo cái sở thích của từng gia đình. Và ở đây thì các bạn cũng có thể kết hợp thêm với nhiều mẫu gương khác nhau, như gương đèn LED này, gương thường chẳng hạn. Thì mẫu sản phẩm này có mã số đó là LDG1818. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về bộ sản phẩm này, các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.